Xin chào cả nhà nghe. Hôm nay đi qua vườn thấy rau xà lách về ăn mắm kho. Xà lách à. Quá trời non rồi. Mình thấy mới về thằng lát mình ăn mắm kho nè. Làm gì sư Hà? Cái thì bà tốt quá. Thì bé nhánh về ăn. Ơi. Mẹ nè. Thì tí tô với ông em chồng. Mẹ ăn đồ ông chồng. Áo đi, dạ. Hôm qua nhổ hết tầng đó cho dì hai rồi, dì vô khác. Dạ. cái thùng nhỏ. Chứ để nó lớn quá ăn cũng ngon nữa. Lớn ăn ngon không? Dạ. Rồi dì em hái về ngâm để thúi nó uống. Bắt năm ở đem cái trà qua rồi. Dạ. Trà xanh hả mẹ? Sao không sống bỏ vô làm cho mẹ cây trà xanh cái hả? Chậu mà thứ trồng bông đó rồi mốt mà nó ngon lành rồi mình đem xuống đi đất đợi hỏi ảnh đưa cây bự nữa tôi trồng không sống mà tôi uống lá là ngoài là ngỗng về ông cắt ra một tụng tôi về tôi mới để vô tủ lạnh tôi uống lá tươi của ảnh cây sung lắm dế vậy đó hả cây bự vậy đó hả cổ quá ha lớn lắm ở xuống người ta lại mình ai nấy hái uống đó gì nấu uống tự không bỏ gì nữa sung lắm đất ngoài tốt không? Đất đỏ tốt. Này cũng bọc nè bây giờ đỏ. Lấy cái chậu giống như chậu bông đó làm một chậu để nó vô sao nó không sống được. Đó. Làm sao mà tôi biết heo đó. Giờ tèo cây rồi. Chắc luôn. Trồng cho chị coi nè. Ừ. Cho nó vô chậu đi chờ chừng nào mình thấy nó lớn quá mình cho nó xuống đất. Vậy chứ tôi xuống đất nó mới sống không đó, uống cũng đỡ lắm. Đó thuốc cả đông nó theo đó, mấy cái đó ngay tay chị đó. Chị Tư tôi đem về cây tổ mẹ về mà trồng cũng sống. Cái này tư tao bán này phải không? Hả? Tao làm gì tao bán này phải không? Thì làm mà bán ở tự Long Khánh hỏi không gì cũng đem về á. Ừ. Sống, cảm ơn nha. Ừ, bây giờ chồng đi coi sống không? Coi ai hay. Đó lấy cái chậu khác đang chiết ra chứ vậy đâu có cũ. Nó nhỏ quá đâu có cũ. Không vậy chứ không có cũ hay định chứ. Có cây biết nào rồi lên. Bữa chị bỏ là bỏ vô đó là tưới nước luôn tới nay đó chứ. Mà chậm lên đó. Cả tháng vậy nó mới lên á. Đó. Đó nãy giờ đó mấy cây trà mà không vô mấy cái thấu dừa không hết rồi nay mới làm lại rồi mới gieo cái chú tô vô thùng đó đặng để trống rồi cuốc mấy vòng đó đặng trời mưa đem mấy cây trà xuống vậy có chỗ trống đi mất phần dư cho chị cà tím có nước kêu mà Mày ngắt rau cho dì hai hết, giờ mày gieo cái khác nè. Gieo như đây à? Gieo như đây à? Bỏ đi. Dơ rồi. Còn dư chừa lại. Yeah. Ủa dây dưa hấu rồi mẹ. Dưa hấu á. Ai mà liên mẹ còn cho liên hết thì không nhắc ai hết. Cây bông, cây chỉ. Bậc Hà cũng lên nữa kìa. Bậc Hà liên rồi đó, chưa ở trong đâu. Chỉ có cây cỏ là mẹ nhổ mà quăng nó thôi. Này mẹ mới vô hành. Có một cái cây nhỏ này nhỏ, một cây nhỏ này. Đó hả? Ở đâu vậy? Một cây cây nhỏ này. Cây nhỏ. Cái cây này. À cái bông. Cái bông. Hay ta sao Hà hái hay vậy ta? Có ba cái bông này. Ừ. Cái
cái bông. Rồi đi về nè.